Em cũng có thể tham khảo những cái code này cũng được. Em không có vấn đề gì đâu ạ. Code của cái bài này luôn. Đây là người ta có làm EDA các thứ này. Em tham khảo cũng được. Tham khảo mà hiểu là được. Đây là người ta đang làm EDA. À, thì EDA chính là cái bước mà, cái mà mọi người học ở bài khóa 1 đúng không? Đây, EDA này. Kiểu làm thực tế không biết là có phải vẽ mấy cái này không? Chắc là cũng phải có. Có cái correlation của anh này, anh nói này. Đây, data preprocess. Preprocess xong thì phải nhớ normaling, normalize nữa. Vì đây là bài toán regression mà đúng không? Chắc là phải normalize. Thống kê này dùng SVM. Bài này sao dùng SVM? Nên nó là classification chứ. Ok, thế mọi người cứ làm đi ạ. Thế xong rồi nộp cho em thì em sẽ feedback sau. Hôm nay mình đến bài mới là bài về phân cụm. Thì vừa nãy anh Tú có hỏi là anh Tú có hỏi gì không ạ? Anh đã ngẫm ra được chưa? À, tức là anh chưa hiểu về cái bài toán phân cụm này luôn. Kiểu kiểu thế đúng không? À thì đây nhá, giống như mọi người đã được học là những cái thuật toán gọi là supervised learning rồi, những cái thuật toán mà mọi người được học từ trước đến giờ á là thuật toán supervised learning, tức là mình sẽ có cả x và có cả y trong bộ dataset luôn. Thì khi mà mình predict y từ cái x đấy thì mình có một cái y chính xác để mình đo xem là cái y mình vừa học ra so với cái y chính xác thì nó có gần nhau hay không, ok hay không. Thì đấy là mình học có giám sát. Nhưng mà với mô hình mà không có giám sát ý, thì mình chỉ có data x thôi, chứ mình không không có dữ liệu về y gì cả. Tức là mình chỉ có mỗi dữ liệu không là về x thôi. Thì đấy chính là cái bài toán học không giám sát. Thì những cái bài toán học không giám sát ý, thì nó thường là rơi vào những cái bài toán kiểu như là phân cụm là nhiều nhất. Nghĩa là sao? Nghĩa là phân cụm, giả sử như mọi người, đây là chính là cái data của mọi người có. Thì mọi người chỉ có data là x thôi mà. Mọi người chỉ có thể visualize nó là dưới dạng cái hình như này thôi. Thì giờ mọi người khi mà có cái data như này rồi thì mọi người sẽ muốn phân cụm cái data này ra. Cái phân cụm nó cũng giống như cái classification thôi, nhưng mà classification thì mình có label y đúng không? Nhưng mà phân cụm thì mình không có label gì cả, mình chỉ có mỗi data x thôi. Thì giờ từ từ cái data này mình muốn nó phân thành hai cụm chẳng hạn, giả sử mình có dữ liệu khách hàng đi rất là nhiều đi và mình muốn phân phân khách hàng đấy thành hai cụm để mình dễ quản lý hơn, thì làm sao để mình có thể phân cụm được, thì mình sẽ dùng cái thuật toán k-min này á, chính là một cái thuật toán phân cụm. Data đúng rồi, cái đấy ít là data point. Ít là data point bao gồm nhiều feature. Vâng, đúng rồi anh. Đúng rồi anh học hồi trước học hình học không gian đó. Khoảng cách giữa một cái điểm trong hình học ba chiều thì nó cũng sẽ là khoảng cách Euclid đó. Đây, Euclidean distance.
Đấy, chính là cái khoảng cách Euclid luôn anh. Đó, thì đúng như anh nói luôn ạ. Giả sử mình có n feature đi, thì mình sẽ lấy cái feature y của cái data point Q trừ đi feature y của data point P. Tất cả bin, lấy tổng lại n feature, xong rồi căn, chính là khoảng cách Euclid. Anh ok không ạ? Vâng. Thì cách tính là chính như thế. Thì mọi người nghĩ là với cái thuật toán cái min khi mà tính khoảng cách như này thì cái data của mình có cần phải normalize không ạ? Hay là không cần phải normalize? Và vì sao? Đúng rồi ạ. Thì câu trả lời là như anh Tú nói luôn ạ. Tức là mình phải normalize. Đây, giải thích là như anh Tú luôn. Thì ok rồi. Thì trong regression cũng thế, mình cũng phải normalize data. Thì trong k-min khi mà mình dùng khoảng cách thì mình cũng phải normalize luôn. Nó không hẳn là classification đâu. Classification khi mà mình đã có nhãn dán đó, label thì mình mới được gọi là classification. Còn cái này gọi là clustering thì đúng hơn. Tức là clustering là phân cụm, còn bên kia khi mà có label thì nó sẽ là phân loại. Thì mình chỉ cần phân cụm ra thôi. Thì mình sẽ có metric để đánh giá xem là cái cụm của mình có tốt hay không. Thì để em nói về metric đấy luôn. Đây, em sẽ nói về metric. Anh hiểu qua về phân cụm là gì chưa đúng không? Hiểu hiểu rồi đúng không? Thì giờ thì mình sẽ thì giờ sau khi mà mình phân cụm đúng không? Làm sao để mình biết cái cụm của mình nó tốt được? Thì mình phải có cái metric. Thì mọi người đã học về metric rồi đúng không? Học về metric rồi mà. Metric là để đánh giá thêm một mô hình có tốt không? Như là trong bài toán phân loại thì mình sẽ có accuracy, ML score các thứ. Bài toán regression thì mình có MSE, RMSE. Thì trong bài toán phân cụm này thì làm sao để mình biết là một cụm của mình là được phân loại phân cụm tốt. Thì anh teacher cũng còn nói qua về những cái thang đo rồi ý. Thì em sẽ nói về cái thang đo nó đơn giản nhất thôi cho mọi người hiểu nhá. Đây, data point. Đây là dữ liệu của mình. Đây là sau khi mình đã phân cụm được rồi nhé. Tức là mọi người cứ nghĩ là ban đầu cái data của mình là nó chưa có cụm đi. Sau khi mình chạy phân cụm rồi á thì mình sẽ phân ra được hai cụm như này. Ok không? Thì làm sao để mình biết là cái cụm này nó tốt? Thì mọi người từ từ, mọi người đã được học rồi thì với mỗi cái cụm này mình sẽ có một cái center đúng không? Cái center là cái này, tức là đầu ra của một cái cụm ấy. Input nhá. Input của mình chính là data đúng không? Data x đúng không? Đây. Giả sử data x này có 1 đến n nhá. Tức là có n n cái x này. N data point. Đấy, thì output của mình thì mình cũng sẽ ra được n n cái nhãn cụm á, cho cái x này. N cái nhãn cụm cho x mình gọi là y đi. Thì cái y á nó sẽ chỉ thuộc một trong hai thôi, thuộc cụm 0 hoặc thuộc cụm 1 thôi. Vì nó có hai cụm thôi mà.
đúng không? Ok ạ. N cái nhãn cụm, và khi mà có hai, thôi nói như này thì cứ khó hiểu hơn. N N cái nhãn cụm như này, tương hoặc là mình sẽ ra được hai cụm đi. Hai cụm 0 và 1, và 0 nó sẽ là bao gồm tất cả những data x y mà thuộc cụm 0. Thế này là bao gồm những data x y mà thuộc cụm 1. Và cái center của cụm 0, center chính là cái điểm nằm giữa mà mình nói trong cái thuật toán. Đây, thì đầu ra của mình là cái này. Đây là input. Cái gì ạ? Đầu ra là mình có cả hai luôn mà. Có cả y và có cả center luôn. Đo được cái y là sao? Cái y chính là cái nhãn cụm thôi ấy anh. Label y chính là cái label cụm đó. Label y là xem nó thuộc cụm 0 hay cụm 1 đó. Ý anh là gì? Ừ. Đúng rồi. Ừ. Ừ. Đúng rồi, nó chỉ có fix cho x thôi mà. Y của mình chính là label thôi anh. Thì mỗi cái center này nó tương ứng với một label. Thì databoard nó sẽ được phân ra hai label đấy, label 0 với label 1. Ok không anh? Kiểu như anh có một đám người xong rồi anh chia nó ra hai thành hai hai nửa anh. Generic neighbor, cái đấy không phải. Generic neighbor là mình tìm ca hàng xóm gần nhất cơ. Generic neighbor là khi mà mình có một loạt data point như này, xong rồi cái generic neighbor là khi mình có data point x đúng không? Mình sẽ tìm ra được 10 cái hàng xóm gần nhất với cái data point đấy. Nó giống cái đoạn mà tính khoảng cách á, thì nó giống. Vâng. Không, cái này có cụm đó. Cái này, cái generic neighbor không phải là cụm. Vâng. Còn cái phân k-means thì nó mới là phân cụm cơ. Kiểu mình phân data thành ca cụm á. Ừ. Không, một em ví dụ thôi. Thì giờ cụm 1 với cụm 2 thì em label nó là 0 với 1 thôi. Chứ nó liên quan gì đâu anh. Tức là mình phân thành hai cụm thôi. Đây, thì mình sẽ phân data thành hai cụm như này thôi đấy. Phân data thành hai cụm. Ok chưa? Thành hai cụm. Mỗi cụm có một center. Giống như chia thành hai nhóm thôi anh. Thế thôi. Nó chỉ là bài toán phân cụm thôi mà. Đúng rồi. Khi mà mình đặt k bằng 3, mình sẽ chia thành 3 nhóm. Thì giờ làm sao để mình biết là chia hai nhóm hay chia 3 nhóm tốt hơn đúng không? Giả sử data trong thực tế mà, làm sao mình biết là nó thuộc bao nhiêu cụm là tốt được? Thì mình phải có cái metric để đánh giá. Ừ. Cái này là khi mà dữ liệu của mình chỉ có feature nó chỉ có hai chiều thôi thì mình mới có thể visualize nó như này được đúng không? Nhưng mà dữ liệu trong thực tế thì nó nhiều chiều mà, nó có nhiều feature. Mình không thể vẽ nó ra như này được. Chắc là mình chỉ có thể vẽ tối đa là ba chiều là hết rồi, nên là mình không thể vẽ ra để mình biết được là
nó thành bao nhiêu cụm. Nên là mình cần phải có feature, à có metric. Metric để đánh giá. Data đấy là nó chỉ cần tính khoảng cách đến tâm cụm thôi. Xem là nó đến cái tâm cụm của cụm nào là gần nhất thì nó sẽ được đưa vào luôn là cụm đấy. Giả sử đây đây là feature data mới ở đây đúng không? Data mới ở đây. Ok, thì nó sẽ đo thôi. À, thế là anh vẫn chưa hiểu thuật toán đúng không? Thế chắc em phải nói lại thuật toán. Đây, thế em để em nói lại thuật toán cho nó dễ hiểu. Đây, thì nhìn hình của anh, nhìn hình trong bài giảng chắc là dễ hiểu nhất rồi. À, nó có phải nó dùng về cái thuật toán Elbow các thứ đấy á, Không, đúng elbow chỉ là metric thôi anh. Nó có phải là thuật toán đâu ạ. Thuật toán là k-mean. Còn là how to. Từ từ để em xem. Elbow không phải là thuật toán ạ, mà là thuật toán của mình là k-mean. Còn mấy cái này á là matrix. Tức là mình sẽ có những cái matrix khác nhau để đánh giá là mình phải chọn là cái cụm nào, tức là mình phải chọn bao nhiêu cụm thì hợp lý. Này, tức là mình phải chọn k như nào thì mình sẽ dùng những cái method này. Còn thuật toán là k-mean. Thì k-mean là đơn giản là như này, giả sử như với cái data này nhá, mọi người muốn phân thành hai cụm đúng không? Thì ban đầu mọi người sẽ chọn hai cái center bất kỳ. Thì đây, người ta sẽ chọn ra hai cái center bất kỳ như này. Thì người ta chỉ random ra thôi, random ra số giá trị thôi. Thì ban đầu sẽ là hai hai cái cụm như này. Thì bây giờ người ta sẽ chạy hết qua những cái data point và mình sẽ tính khoảng cách từ cái data point này đến hai cái tâm cụm xem là nó gần cái tâm cụm nào nhất hơn thì nó sẽ thuộc là cái cụm đấy. Thì đây cái data point này nó gần cái cụm vàng hơn đúng không? Tâm vàng hơn đúng không? Nên là nó sẽ được gán cho là cụm màu vàng. Thì cái bước đấy sẽ đến cái bước này. Thì sau khi mà tính khoảng cách đến tâm cụm xong thì người ta sẽ thu được cái này. Thì sau khi thu được cái này xong thì người ta sẽ cập nhật tâm cụm mới. Tức là sau khi mà mình đã phân cụm được hết rồi đúng không? Thì mình sẽ chọn ra một cái tâm cụm mới. Thì tâm cụm mới có nghĩa là gì? Khi mà mọi người có một 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 đám đông người đi thì mọi người sẽ lấy cái người mà đứng ở giữa đúng không? Giả sử mọi người đứng ở trong một vòng tròn này đi thì cái người mà đứng ở giữa tâm của hình tròn chính là cái tâm của cái đám đông đấy. Thì nó cũng tương tự như cái này, cái người mà cái điểm nào mà nó nằm ở giữa giữa cái tâm cụm này. Giữa có nghĩa là gì? Giữa có nghĩa là mình sẽ lấy anh cứ nói đi. Khổ. Giới hạn là gì? Giới hạn gì? Nhưng mà cái khoảng cách từ tam giác đỏ này đến cái tâm đỏ nó gần hơn là khoảng cách từ tâm đỏ đến tâm hình tròn vàng mà. Mình chỉ lấy khoảng cách nhỏ nhất thôi. Đấy là chính là cách mà gán tâm cụm đấy. Thì sau khi mà anh train hết rồi đúng không? Anh có những cái tâm cụm rồi thì có một data mới. Thì anh chỉ cần tính khoảng cách từ data đấy đến tất cả các tâm cụm thôi.
Thì đấy, sau cái bước này rồi đúng không? Thì mình sẽ cập nhật cái tâm cụm mới. Mình không dùng hai cái tâm cụm cũ này nữa. Thì cái tâm cụm mới chính là trung bình của tất cả những cái data point này thôi. Trung bình của tất cả những data point này thì mọi người sẽ ra được cái tâm cụm mới là tâm cụm vàng này. Đấy, thì ý là kiểu mình lấy đi, trong thực tế là mình lấy min á mọi người. Mình lấy min của tất cả những cái data point á, thì nó sẽ ra được cái tâm cụm mới. Thì nếu mà hiểu hiểu trong cái tối ưu á, thì nó sẽ là cái tâm cụm mới đấy á, nó sẽ là chính là cái điểm tối ưu khi mà mình tính khoảng cách á. Tức là đây nhá. Đây à, để em viết ra thế gì. Giả sử mình có cái cụm vàng đúng không? Cụm vàng có data point là x1 đến xn đi. Là mình đang có cái tâm cụm là x sao, à, x ngang, chính là cái tâm cụm cũ. Tâm cụm này là cũ đi. Thì mình sẽ muốn tìm một tâm cụm mới. Thì cái tâm cụm mới của mình thì nó phải thỏa mãn gọi là x sao. Thì cái tâm cụm mới của mình á, nó phải thỏa mãn là cái tổng khoảng cách nhá, y bằng tổng khoảng cách đến tất cả các data point trong cái cụm đấy nó phải là nhỏ nhất. Thì mình muốn là như này, x sao trừ x1 xy, cái đây là khoảng cách nhá. Thì mình muốn cái tổng khoảng cách này là phải minimize đấy, đúng không? Mọi người luôn muốn cái tâm của mình nó gần với tất cả các data point nhất có thể mà, đúng không? Thì nó mới có thể đặc trưng được là tâm cụm chứ. Thì giả sử cụm vàng này nó đã có data point là x1 đến xn rồi, thì mình sẽ muốn tìm một tâm cụm mới sao cho khoảng cách từ cái tâm cụm mới đến tất cả các điểm ở trong cái cụm này nó là nhỏ nhất. Đúng rồi. À thì thuật toán cây min nó có cái disadvantages là như thế, nó có cái không tốt là chính là khi mà mình chọn tâm cụm là random, nên là sẽ có một cái thuật toán mới là gọi là cây min cộng cộng đi. Cây min cộng cộng á, thì nó sẽ có một chiến lược, nó tìm cái điểm centroid ở điểm cái center khởi đầu nó tốt. Thì em sẽ nói cái này sao. Còn K-min nó có một cái disadvantage là như thế đó, như anh nói luôn. Vì nó khởi tạo cái tâm cụm nó random á, nên là đôi khi là cái bài toán của mình nó sẽ bị bias theo cái tâm cụm đấy luôn. Thì cái đấy đợi xí em nói sao. Thì đấy, mình muốn tìm một cái tâm cụm mới thỏa mãn điều kiện như này đúng không? Thì giả sử mình đang ở trong điều kiện Euclid nhá. Mình đang sử dụng khoảng cách Euclid đi. Thì x sao trừ xy tất cả bình. Đấy, thì khi mà mình minimize cái này ra á, xong rồi mọi người lấy đạo hàm các thứ. Khi mà mình có một cái hàm cần tối ưu rồi mà đúng không? Thì mình sẽ lấy đạo hàm của hàm L này, xong cho nó bằng 0. Thì kết quả cuối cùng cái x sao này, kết quả tối ưu á, nó sẽ chính là bằng x1 cộng xn tên n luôn. Đấy, đấy chính là vì sao mà mình lấy min của tất cả những cái data point để ra tâm cụm mới đấy. Chính là vì cái nghiệm này chính là cái nghiệm tối ưu cho bài toán trên. Thì mọi người cứ lấy đạo hàm ra thôi, cái này đơn giản đó, chứ không phải là lấy ngẫu nhiên đâu. Nên là mình sẽ phải tính min đúng không, tính trung bình đúng không. Tiếp tục thôi. Sau khi đã có cái tâm cụm và như này rồi, thì mình lại tiến đến cái bước thứ này, chính là cái bước gán cụm mới vào, đúng không? Sau khi đã có tâm cụm mới rồi, thì mình sẽ tính khoảng cách tiếp, tính lại, tức là cập nhật lại cụm
Đấy, cập nhật lại cụm là ra được như này rồi này. Sau khi cập nhật lại cụm xong thì mình sẽ tính lại tâm cụm mới. Thì nó sẽ có hai bước. Bước đầu tiên là cập nhật tâm cụm và bước thứ hai là cập nhật cái cụm đấy. Đấy, thế nó cứ lúc lúc lúc. Bước cập nhật cụm gì ạ? Đây đây. Đây nhá. Bước từ hình 2 sang hình 3 á, chính là cập nhật cụm đúng không? Nghĩa là mình sẽ tính khoảng cách từ tất cả các điểm đến hai cái cụm đến đến những cái tâm cụm xem là khoảng cách nào nhỏ nhất thì mình sẽ gắn cái cụm đấy cho cái data point đấy. Chính là cái bước cập nhật cụm. Sau khi cập nhật cụm xong thì mình sẽ cập nhật cái tâm cụm này. Thì giờ cái tâm cụm màu vàng nó đã biến thành cái này rồi. Đấy, thì bước đầu tiên sẽ là cập nhật cụm này. Bước thứ hai là cập nhật tâm cụm. Rồi, thế là mình lại quay bước. Sau khi xong bước thứ hai rồi, mình lại quay lại bước thứ nhất, chính là cập nhật cụm. Thì giờ anh có thể nhìn thấy là cái điểm màu đỏ này đúng không? Thì giờ nó không còn gần cái cụm này nữa. Cái này người ta vẽ hơi điêu, nhưng mà anh có thể hiểu là như thế. Thì là giờ cái điểm màu đỏ này nó đã thành một điểm màu vàng rồi. Phải không nhỉ? Ừ đúng rồi. Xong rồi nó lại quay bước lại bước thứ hai, chính là cập nhật tâm cụm. Đây, tâm cụm nó nhảy này. Không, hình như đây mới là cập nhật tâm cụm này. Từ tâm cụm xong rồi qua cụm, cụm xong rồi qua tâm cụm. Đấy, cụm xong rồi qua tâm cụm thôi. Đến khi mà cái tâm cụm nó không thay đổi thì nó dừng ngay, hoặc là khoảng cách giữa hai tâm cụm mới nó không, tức là cái tâm cụm cũ với tâm cụm mới á, cái khoảng cách nó không không chênh lệch nhau là mấy. Thì mình sẽ dừng thôi, ok không? Đây này, giờ cái này cái hình này dù mà có lúc bao nhiêu vòng lặp đi nữa thì cái tâm cụm nó vẫn giữ nguyên là hai cái hình tròn này thôi. Thì khi đấy mình sẽ dừng phần toán. Thì trong thực tế thì mình không không làm như thế, ý là mình không 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 làm khi mà tâm cụm nó không thay đổi, mà mình hay làm cái kiểu là khoảng cách giữa tâm cụm cũ và tâm cụm mới nó kiểu không cách nhau là mấy á, nó sẽ nhỏ hơn epsilon cho trước thì mình sẽ dừng. Thường là thế, thường là không để khoảng cách nó bằng không rồi mới dừng, mà khoảng cách nó là chỉ cần bé hơn epsilon thôi thì mình sẽ dừng. Đấy, cây min nó đơn giản lắm á, nó chỉ là khởi tạo cụm xong rồi gán cụm vào xong rồi cập nhật tâm cụm xong nó lại gán cụm tiếp xong nó lại cập nhật tâm cụm lại. Đấy, cứ một vòng lặp luẩn quẩn hai cái bước đấy thôi. Đây này, hai cái bước này, khởi tạo tâm cụm đúng không, sau rồi lại gán gán cụm vào xong rồi lại quay lại gán tâm cụm xong rồi lại gán cụm. Cái này ghi tiếng Anh chắc hơi khó hiểu, mọi người đọc thêm ở đây nên chắc đọc tiếng Việt sẽ dễ hiểu. Đây, đầu tiên là khởi tạo tâm cụm đúng không? Sau rồi mình sẽ đến cái vòng lặp này. Vòng lặp của mình chính là gì? Xác định nhãn dữ liệu chính là xác định gán cụm đấy. Xong rồi mình lại tính toán lại tâm cụm này, tính toán lại tâm cụm xong rồi mình lại quay lại bước A. Cứ làm tương tự là xong. Cái này theo công thức toán thôi, nó dễ hiểu mà. Cái bước mà gắn gắn tâm cụm đúng không? À, gắn 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 nhãn cho từng dữ liệu á, nghĩa là mình sẽ tìm cái khoảng cách nhỏ nhất từ cái điểm đấy đến tất cả các tâm cụm xem là cái nào là nhỏ nhất thì mình sẽ lấy admin thôi. Đây là viết theo công thức toán thì nó như này. Còn cái bước mà tính toán lại tâm cụm á thì mình chỉ cần lấy tổng khoảng cách thôi mà. À, tổng xong rồi chia ra thôi mà. Đây người ta viết toán này nhìn khó hiểu thôi chứ nhìn lại thì nó cũng dễ hiểu. Ok chưa? Cây min nó cũng đơn giản lắm. Em ơi, khi nào dùng cây min, khi nào dùng hay khi nào dùng. Cái này em cũng không biết đó anh ơi, cái
xác suất probabilistic clustering em cũng chưa biết cái này luôn. Còn hierarchical này thì đây sẽ có một cái bài lab về hierarchical này, thì cái bài lab này có đấy, cái hierarchical này với lại cái k-means nó sẽ khác nhau một chút, thì em sẽ nói. Thì như anh Tú cũng nói ra là khi mà mình khởi tạo tâm cụm khác nhau đúng không, thì sẽ dẫn đến những cái kết quả nó khác nhau. Thì sẽ đến bài k-means cộng cộng, mình sẽ thử xem cái k-means cộng cộng. K-means cộng cộng này chính là nó sẽ có một cái chiến lược khởi tạo tâm cụm nó hợp lý. Không có cái hình nào minh họa. Không có. Clustering. Vẫn là dùng cái này hả? Thấy em là có cái ví dụ chắc là hay, để em xem nó ở bài này. Night base. Cũng có luôn, nó dùng luôn mà. Chỉ cần phân cụm là nó dùng được hết mà. Nó liên quan đó. Cả hai đều là clustering mà đúng không? Thì cái elbow các thứ là dùng trong clustering nói chung. K-means là một cái clustering, còn hierarchical cũng là một cái dạng clustering khác. Phân cụm. Có cây minh cộng. À, đây. Thì mọi người có thể thấy, giả sử như mình lấy có dữ liệu là như này đúng không? Giả sử mình sample nhá, mình random ra hai cái centroid đầu tiên, hand centroid là center đó. Mình khởi tạo hai cái centroid chính là hai cái này. Thì khi mà mình khởi tạo hai cái này thì mọi người có thể thấy là cái chiến lược này nó rất là tệ. Nên là cuối cùng cái khi mà mình chạy tất cả các vòng lặp á thì cái cụm của mình là tính ra được như này. Thì nó vô lý đúng không? Cụm nó phải là như này cơ, như này cơ. Thì đáng lẽ ban đầu cái center của mình nó phải nằm ở giữa như này, thì kết quả ra nó mới đúng. Nhưng mà vì mình chọn center sai, không tốt, nên là kết quả nó ra sai. Đúng không? Thì người ta sẽ có một cái chiến lược gọi là k-means cộng cộng đi. Thì người ta sẽ khởi tạo cái center nó tốt. Tức là từ ban đầu người ta đã tạo ra được cái center nó tốt rồi. Thì khi đấy người ta chọn hai cái center là đây đi, hai cái này đi, thì cuối cùng cái data người ta đã phân cụm được nó tốt hơn. Thì mọi người có thể search cái k-means cộng cộng này để hiểu thêm. Nó chỉ là một cái cách ban đầu thôi để khởi tạo cái tâm cụm nó tốt nhất thôi, thì nó cũng dễ hiểu lắm nếu mà mọi người muốn hiểu thêm. Thì như anh nói đấy, thì nó sẽ có cách giải quyết.
Anh Tú ok không ạ? Cây min cộng cộng thì ở đây. Cây min cộng cộng sklearn cũng có luôn. Nó là trong sklearn đó. Trong cái phần init này nè thì mọi người có thể khởi tạo này, có thể khởi tạo dùng cây min cộng cộng hoặc là dùng random. Ok chưa ạ? Nguyên lý của nó, nguyên lý của nó ta nói cũng khó hiểu. Đây, nó là đây. Nếu anh muốn hiểu, giả sử nguyên lý của nó thì ban đầu người ta sẽ tạo ra một, người ta giả sử người ta cần chọn ra, người ta sẽ tạo ra random cái tâm cụm thứ nhất, xong rồi người ta sẽ chọn cái tâm cụm thứ hai dựa vào tâm cụm thứ nhất, nghĩa là cái tâm cụm thứ hai nó phải xa nhất so với tâm cụm thứ nhất, rồi đến cái tâm cụm thứ y thì nó sẽ phải xa nhất so với những cái tâm cụm này. Thì khoảng cách từ một điểm đến một tập hợp chính là khoảng cách từ một điểm đến một tập hợp, đúng không? Nghĩa là thì nó sẽ bằng gì? Nó sẽ là bằng khoảng cách nhỏ nhất từ cái điểm này đến, không, nó cũng nói cũng hơi khó hiểu. Nghĩa là nó sẽ là bằng khoảng cách nhỏ nhất từ cái điểm này đến cái tập này. Gọi như là dễ hiểu nhỉ? Đây anh có hiểu đoạn này không? Tức là đến đến cái tâm cụm thứ y á thì người ta sẽ chọn cái tâm cụm thứ y sao cho nó xa so so với cái tập hợp này nhé. Không, lấy hai lấy nó cũng hơi khó hiểu ấy. Anh kiểu mình phải tính khoảng cách các thứ ra nữa. Nói chung là nó là một cái cách khởi tạo thôi, anh có thể đọc thêm tại nó cũng hơi nâng cao. Anh hỏi anh đọc thêm không hiểu anh hỏi em. Vâng, em sẽ, nó là cái khoảng cách này là khoảng cách tập hợp thôi á, khoảng cách đến tập hợp này. Đây, cách từ một điểm đến một tập hợp. Ờ không, cái này nó lại không không liên quan lắm rồi. Nhưng cơ bản là khoảng cách từ một điểm đến một tập hợp thì nó sẽ tính như này. Đây. À, thì em đây, giả sử mình có cái tập hợp là những cái điểm như này đúng không? Thì giả sử đây đây là một cái tập hợp hình xanh lá cây. Thì giờ mình có một cái điểm này. Thì giờ mình muốn tính khoảng cách từ cái điểm điểm màu xanh nước biển đến đến cái tập hợp màu xanh lá cây. Thì cái khoảng cách đấy chính là bằng cái khoảng cách nhỏ nhất từ cái điểm đấy đến một trong những cái điểm trong cái tập hợp này. Thì em có thể thấy là cái khoảng cách này là nhỏ nhất. Thì suy ra nó chính là bằng khoảng cách từ cái điểm đấy đến cái tập hợp màu xanh lá luôn. Ok chưa? Thì giờ giờ xong cái matrix từ khoảng cách từ một điểm đến một tập hợp rồi nhá. Thì cái cách mà chọn cái centroid thứ y á thì nó sẽ là chọn cái điểm data point y. Cái điểm này là nó nằm trong tất cả cái data point mà mình có thôi nhá. Hay mình chọn trong cái data point mình có thôi. Data point mình có thôi anh. Tức là giả sử mình có n data point đi thì mình sẽ chọn trong cái tập hợp đấy thôi. Nên là nó giới hạn nên là mình có thể chọn được. Thì mình sẽ chọn cái centroid thứ y sao cho nó cái khoảng cách từ centroid thứ y đến cái tập hợp các centroid cũ nó là xa nhất.
nó thế hiểu, nó chỉ là ngang thế thôi anh. Đây, thì ban đầu mình sẽ chọn ra một cái centroid đầu tiên, thì mình sẽ chọn random thôi. Thì cái centroid thứ hai mình sẽ chọn là cái centroid mà nó xa nhất so với cái centroid thứ nhất. Ok chưa? Cái M2 mình sẽ chọn cái điểm M2 sao cho cái điểm đấy nó xa với cái điểm M1 nhất. Giới hạn đấy, giới hạn trong cái tập data data point mà mình có đấy. Mình chỉ có n data point thôi mà. Đúng rồi. Những cái này mình chọn trong data point thôi mà. Đúng rồi, cái đấy là trong tâm thứ hai. Xong rồi, thì sau khi mà có tâm thứ nhất với tâm thứ hai rồi đúng không? Thì mình sẽ chọn ra cái tâm thứ ba sao cho nó xa với cái tập hợp M1 với M2 nhất. Thì cái cách tính khoảng cách từ một điểm đến một tập hợp chính là cái cách mà em vừa nói đấy. Đấy, thì cái đến cái điểm thứ y thì mình sẽ chọn cái điểm MY sao cho nó xa với cái điểm M1 với MY trừ 1 nhất. Là cái tập hợp y trừ 1 cụm tâm cụm đã có. Thế thôi, chọn sao cho đến tâm cụm mà mình cần thôi. Thì cái chiến lược mà k-means cộng cộng ý, thì khi mà mình chọn ra m m cái tâm cụm đấy thì những cái tâm cụm đấy nó sẽ xa nhau nhất có thể, thì cái cách đấy nó sẽ tốt. Thì giả sử trong cái trường hợp này nhá, khi mà mình chạy k-means cộng cộng xong ạ, thì mình sẽ ra được chắc chắn là tâm cụm của mình không thể nào là hai cái điểm này được, vì hai cái điểm này nó có xa nhau đâu đúng không. Giả sử ban đầu mình chọn tâm cụm đầu tiên là tâm cụm này đi, thì ít nhất cái tâm cụm thứ hai nó cũng phải nằm ở bên này đúng không? Vì theo như thuật toán mà tâm cụm thứ hai là cái điểm sao cho đến cái tâm cụm thứ nhất nó là xa nhất, nên là ít nhất nó cũng phải là cái điểm này hoặc là cái điểm này đi, chứ nó không thể nào là điểm này được. Nên là trong trường hợp này khi mà dùng k-min cộng cộng thì mình đã thoát khỏi được cái chọn centroid tệ rồi. Ok không anh? Ok, đấy, cái đấy là k-min với lại k-min cộng cộng. Thì mình sẽ phải xác định ra số tâm cụm trước. Xong rồi mình sẽ chia. Thì làm sao để mình chọn ra được là tâm cụm, số tâm cụm nào là nó ổn nhất? Thì mình phải dựa vào các matrix đúng không? Thì các matrix trong bài học là elbow này rồi c-hole gì đấy đấy đấy. Thì em biết mỗi elbow. Elbow là nó có chắc là trong thực tế em không biết trong thực tế người ta làm gì nữa, nhưng mà lúc em học thì cái elbow này là chính là cái mà chắc là gọi là gì ta, hoặc là cái si hô t này cái gì em cũng không biết đâu. Trục là tâm cụm ơi. Thế nó cũng là một cách tính thôi. Si hao ten chắc cũng là một cách tính mới thôi. Không không, mình chỉ cần hiểu hiểu có cái matrix là được. Thì cái cách tính sẽ như nào đúng không? Thì cách tính nó như này này. Mình sẽ xem lại màn hình. Đây. Đây là sau khi mình đã có hết tâm cụm rồi đúng không? Thì cái matrix mà elbow ấy nó sẽ là bằng tổng tất cả các khoảng cách. Mình có giả sử mình có n data point nhá. Thì mình sẽ data point thứ thứ y thì em sẽ ký gọi là xi trừ đi gọi là gì ta? Yi đi. Đấy, tất cả bình. Nó sẽ là như này. Trong đấy y chính là cái tâm cụm, tâm cụm của y của xy, tức là cái xy này thuộc vào tâm cụm nào thì cái y này chính là cái tâm cụm đấy. Thì cái matrix nó sẽ là như này, có nghĩa là mình sẽ tính tất cả các khoảng cách từ đây đúng không, từ các hình sao này đến cái tâm cụm này. Đấy, mình tính hết. Bên này cũng thế, mình tính hết. Đây xuống đây. Đấy. Mình lấy tổng lại.
Thì mình phải muốn đi minimize cái này càng nhỏ nhất có thể. Thì anh có hiểu vì sao nó nhỏ là nó tốt không? Vì khi mà nó nhỏ thì nó sẽ càng gần cái tâm cụm hơn thì nó sẽ tốt. Thì cái cụm của mình nó sẽ càng tốt hơn. À, mấy cụm là tốt đúng không? Thì giờ em sẽ lấy cho anh một ví dụ nhé. Giả sử mình có n lớn data point đi. Giả sử từ n lớn data point này đúng không? Mình phân thành n lớn cụm luôn. Thì cái elbow của mình nó sẽ bằng bao nhiêu? Ờ đúng rồi, elbow bằng 0. Thì elbow bằng 0 này nó là nhỏ nhất rồi đúng không? Nhưng mà cái cụm này nó có tốt không? Nhỏ nhưng mà nó có tốt không? Đúng rồi, nhỏ nhưng mà nó cũng không tốt. Thế giờ mình có n data point nhá, nhưng mà mình sẽ phân thành một cụm thôi. Một cụm nghĩa là gì? Nghĩa là chỉ có mỗi một duy nhất một cụm ở đây thôi. Thì giả sử một cụm duy nhất ở đây nhá. Thì chắc chắn là cái khoảng cách từ tất cả các điểm đến cái cụm này, cái elbow nó là max nhất luôn. Cái elbow này nó là maximize luôn. Nó là chính là cái elbow max luôn. Không thể nào có một cái cụm nào mà nó có elbow nó lớn hơn được cái khi mà mình phân thành một cụm cả. Thì đấy, thì mình phải chọn ra chọn cái cụm nào mà nó nằm giữa một với n sao cho cái elbow nó thỏa mãn thôi. Thì như anh teacher có vẽ ở đây thì mọi người có thể thấy là cái đường elbow này. Đây. Không. Mọi người có thấy là đường elbow nó giảm dần không? Thì khi mà mình có số cụm là một đúng không? Thì elbow nó sẽ lớn nhất. Và số cụm mà mình giảm dần tăng dần số cụm lên đến n cụm đi thì elbow nó sẽ càng giảm dần. Thì nó sẽ trade off đúng không? Khi mà mình tăng số cụm thì elbow nó sẽ giảm đi. Nhưng mà mình không thể lấy cái số cụm lớn nhất được vì nó không có ý nghĩa. Lấy số cụm nhỏ nhất nó cũng không có ý nghĩa. Nên là cái cách mà lấy trong cái elbow ấy thì mình sẽ lấy ở cái đoạn giữa giữa này là cái đoạn khuỷu tay này, tức là cái đoạn này nó vừa đủ nhỏ nhưng mà nó vừa tức là cái elbow nó vừa đủ nhỏ và cái tâm cụm nó vừa không đủ lớn, tức là nó không lớn quá và cái elbow nó không nhỏ quá, không không to quá. Hiểu hiểu không? Tức là mình sẽ chỉ lấy đoạn này thôi, mình phải trade off cả hai phía. Thì cách trong thực tế cũng thế. Anh sẽ thử cái K thôi. Cho K chạy từ 1 đến 10 chẳng hạn. Thì 10 cụm là đắt nhất rồi. Làm gì mà cái data point của mình có thể phân thành 11 cụm các thứ thì nó hơi quá. Nói chung là tùy vào insight bài toán thôi. Mình sẽ kiểu khảo sát đó xem data này phù hợp chia thành bao nhiêu cụm chẳng hạn. Mình sẽ có một cái range cho cái cụm á. Thì mình sẽ chạy cái K theo theo cái range đấy. Xong rồi mình sẽ vẽ cái elbow này ra. Vẽ cái này là vẽ scatter ra thôi. Xong rồi mình sẽ chọn cái điểm này. Gọi là điểm vừa đủ tốt. Nó không 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 xấu quá mà không tốt quá. Thì cách chọn K chính là như thế. Điểm nào là sao ạ? Đó chính là đấy, tổng khoảng cách đến cái tâm cụm thôi. Đúng rồi. Đấy, chính là cái công thức em viết ở trên cùng đó. Y y chính là tâm cụm của x y đó. Thế thôi. Viết theo toán thì nó khó hiểu hơn nhưng mà nói theo cách anh Tú là như thế đấy. Tổng khoảng cách từ các điểm thuộc cụm 1 đến tâm cụm 1 cộng tổng khoảng cách từ tất cả các điểm thuộc thuộc cụm 2 đến tâm cụm 2. Có n cụm thì cũng cộng 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 dồn như thế. Thì nó sẽ ra.
Thì cũng giống trong thực tế thôi, một cái cụm mình phân người đúng không? Làm sao mình biết cái cụm đấy nó tốt hay không? Thì mình chỉ cần tính khoảng cách từ mình đến cái người trung tâm thôi mà. Xem là tổng khoảng cách đấy nó có nhỏ hay không? Nếu mà nó nhỏ thì nó tốt. Giả sử những cái data point nó chen chít nhau ở đây thì chắc chắn cái cụm này là cái cụm tốt rồi. Chứ còn nếu mà cái cụm mà nó như này, cái cụm mà nó xa nhau như này thì chắc chắn cái cụm này nó không tốt bằng cái cụm nhỏ nhỏ như này thôi. Vì cái khoảng cách từ nó đến cái centroid nó rất là to, to hơn. Đấy, thế thôi. Ok chưa anh Tú? Cái min cộng cộng nhé, để cái này dùng để khởi tạo công cụ thông minh hợp lý. Thôi, đọc cái này cũng ok đây. Nên có thể đọc ở đây. Trong cũng hợp lý. Mình có học thêm DB scan thì cái DB scan này nó sẽ được ứng dụng trong như này. Giả sử DB scan nhé. Trong bài giảng thôi. Cái DB scan đó, giả sử đây đúng không? Data point của mình dạng như này. Nếu mà mình học cây min á thì cái cụm của mình nó sẽ phân ra hai nửa như này, nhưng mà nó phải là vòng tròn nhỏ và vòng tròn to thì mới đúng. Thì cách chạy là như nào, mình sẽ có một cái thuật toán DB scan để áp dụng cho những cái data point như này. Thế ạ, thế thôi, DB scan nó sẽ như thế. Còn nếu mà muốn tìm hiểu thêm thì mọi người sẽ đọc được thêm ở đây, cái này cũng hơi khó hiểu nên thôi có thể bỏ qua. Còn cái min là nó đơn giản nhất rồi, dễ dễ hiểu nhất rồi. Thì nhưng mà trong thực tế thì mình cũng ít gặp mấy cái này đúng không? Vì cái dữ liệu khách hàng của mình cũng không vẽ được ra mà đúng không? Nên làm sao mà mình biết là nó có dạng như này được? Nên là chắc là cũng không biết là có dùng không. Nhưng mà dùng hay không thì mình cũng phải chạy hai thuật toán thôi. Cái này mình cũng chạy thôi, khởi tạo sklearn xong rồi chạy thôi. Thì mình sẽ khởi tạo cả hai thuật toán chạy ra xong rồi xem cái nào nó có cái matrix nó nhỏ hơn thì nó sẽ tốt. Matrix chính là cái vừa rồi em nói á, cái elbow á, cái elbow nhỏ thì mình sẽ lấy cái thuật toán đấy. Ok, bỏ qua. Thì giờ đến hierarchical nhá. Thì em sẽ chạy luôn bài lab đi cho nó dễ hiểu. Bài lab của cái này là đây em sẽ chạy luôn cái extra lab nhá. Thì cái bài lab này mọi người có thể bỏ qua phần data, ý là có thể bỏ qua phần hiểu data và sẽ đến cái phần mô hình luôn. Cái này là cái câu lệnh ở trong khi mà mình dùng Colab thôi, Google Colab thì nó sẽ có câu lệnh đấy. Đọc này. Em cũng có cái dữ liệu, tải dữ liệu lên cho mọi người luôn, mọi người có thể tự chạy được. Cái này là dữ liệu dạng text đó. Thì như em nói, nếu mà dữ liệu dạng text thì mình không xử lý được đúng không? Nên là mình phải xử lý cái dữ liệu dạng text đấy. Thì mình sẽ dùng cái này thôi, nhưng mà cái này mọi người bỏ qua đi vì nó không không thuộc cái chuyên chuyên môn lắm. Ok, thì giờ mình sẽ khi mà có data hết rồi nhá, mọi người cứ giả sử là mình có data hết rồi nhá, thì giờ mình sẽ implement cái cây means này. Thì các bước của cây means mà lặp lại hai bước. Bước đầu tiên sẽ chỉ là gán gán cụm. Bước thứ hai là cập nhật tâm cụm, sau rồi gán gán cụm, rồi cập nhật tâm cụm, cứ lặp đi lặp lại. Ok.
cái này chắc là chạy chạy các bước như thế thôi. Ở đây thì mình dùng cái means ở đâu này? Đây. À không phải đây. Ui, cái này là người ta viết từ scratch luôn hả? Nếu mà đọc luôn cái này thì cũng hơi khó hiểu đó. Thôi mọi người có thể bỏ qua cái này. Em muốn cho mọi người xem cái elbow cơ. Mình sẽ đến cái bài lab của trung tâm đi cho nó dễ hiểu. Cái này là người ta implement từ đầu luôn á, tức người ta không dùng thư viện thì nó cũng sẽ khó hiểu hơn. Đây, kiểu thư viện thì mình chỉ cần chấm ra thôi đúng không? Nhưng mà bài này người ta sẽ viết lại. Thư viện thì người ta cũng viết thôi mà, nên cái này người ta sẽ viết lại. Đây. Đấy, thì mọi người có thể thấy này. À không, không phải là cái mà em cần cho mọi người xem. How to draw case này. Đây, chính là cái vừa rồi đó. Thì anh có thể thấy khi mà cái ca nó giảm dần đúng không? Ga ca nó tăng dần đúng không? Thì cái độ này chính là gọi là gì ra? Độ đồng nhất à? Độ đồng nhất thì nó cũng tương như là elbow ý. Độ đồng nhất tức là có phải đồng nhất không? À không đồng nhất. Hồ quá. Không đồng nhất nó là lớn nhất. À nhỏ nhất. Thì khi mà có ca cụm, có 100 cụm thì khi mà số cụm càng lớn thì sự không đồng nhất nó sẽ là càng số cụm càng lớn. Từ thôi thôi đúng rồi, thôi bỏ qua cái này đi. Cái này em cũng không biết tính như nào, nhưng mà cái này anh có thể tưởng tượng nó như là elbow đi. Thì anh có thể thấy là khi mà K nó càng lớn đúng không, thì elbow nó càng nhỏ đấy. Thì mình sẽ chọn nó nằm khoảng 20 thôi, nhưng này hợp lý. Em không biết đâu, em nghĩ là 20 nó hợp lý. Trong thực tế thôi, thế là phải tùy rồi. Trong thực tế kiểu giờ anh vẽ cái này ra rồi đúng không, xong rồi anh sẽ đưa hỏi quản lý xem là 20 cụm thì nó có hợp lý không. Thì đấy, chắc là phải hỏi nữa chứ không thể nhìn vào mô hình không thì mô hình nó sẽ chứng minh cho mình được. Ok, mô hình là như thế thôi chứ mô hình nó không giúp được hết. Đây có thể mọi người có thể nhìn cái hình này. Không, em đang nói cây means mà. Em cái này là đang chạy trong thực tế, tức là cái hình này là chỉ vẽ ở trong cái bài giảng thôi. Thì em đang chạy ở trong thực tế, thì trong thực tế cái hình này nó cũng tương tự như cái hình này luôn. Nên là mình có thể nhìn vào cái hình này với data thực tế thì anh có thể tìm ra được K như nào cho trade-off giữa hai bên. Trade-off giữa cái việc ca lớn và trade-off giữa cái việc elbow nhỏ. Đấy, thì là trong thực tế nó cũng vẽ ra được cái hình đấy luôn, chứ không phải là vẽ ở đấy là vẽ không. Ngoài ra thì có một cái hình này em thấy cũng hay. Thôi, cái này thì chắc cũng bỏ qua. Cái này kiểu vẽ cái QI ấy, cái quantity range phải không? Đấy, thế đấy thì khi mà mình dùng cái k-means cộng cộng á thì cái cụm của mình nó sẽ tập trung hơn. Còn khi mà mình dùng k-means thôi á thì mọi người có thể thấy là khi mà mình vẽ cái phân bố ở trong cái cụm ra thì
cái độ chênh lệch nó rất là nhiều. Đây, cái khoảng khoảng 70, 75, 25 với 50 nó rất là xa nhau. Nên là cái việc mà mình tạo cây min cộng cộng á, việc mà tạo được cái central nó tốt á, thì làm cho cái phân bố ở trong cái cụm của mình nó sẽ tốt hơn. Thì người, ở trong bài lab này người ta chạy với hai cái setting, đó chính là setting khi mà chạy với nhiều k này, và setting ở đây là khi mà chạy cây min và cây min cộng cộng. K thì người ta đây người ta chọn từ 0 đến 100. Ok. Thì để mình chạy bài lab của trung tâm nhá. Thế là mình bài 10A mình sẽ dùng cây min. Đầu tiên là với data giả định này. Từ cái data này mình make ra, mình tạo cái data ra, tức là tạo ra nó bốn cụm. Cái này mình tạo bằng cách là dùng cái này. Đó, thì mình sẽ tạo ra cái dataset của mình thuộc bốn cụm đúng không? Ý là mình nhìn vào thì mình biết bốn cụm thôi, chứ còn mình phải chạy thì mình mới biết. Đây giờ mình sẽ train cái cây means với lại tâm cụm là 4 này. Thì cách gọi là như này. Sẽ có import cây means xong rồi khởi tạo số cụm là được. À. Ngáo quá. Ok, thì sau khi mà mình đưa vào mô hình xong rồi thì mình sẽ plot ra kết quả. Thì người ta sẽ plot ra bốn cái hình bốn tương ứng với bốn màu và tâm cụm tương ứng. Thì mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Thì đây chính là cái data giả định thôi nhá. Thì nó sẽ đẹp như thế. Thì giờ mình đến data thứ hai, data về phân nhóm khách hàng. Đây là cái cách gọi data từ một cái link URL nhá. Thì cái link URL thì nó dễ rồi. Mọi người chỉ cần điền cái link URL về là được như này. Nhưng mà có một cái cách khác là mình sẽ gọi cái data từ cái Google Drive á, từ cái Drive của mình á. Thì cách gọi thì mình sẽ gọi tương ứng như này thôi. Mình sẽ lấy cái ID. Đấy. Với mỗi cái link Drive đúng không? Mọi người đều có cái ID ở đây. Đấy, thì cái này chính là cái ID mà mình có thể download về được. Đây mọi người có thể thấy đúng không? Drive.google này, export bằng download này. Mình chỉ cần truyền cái ID đấy vào là được. Thì cái ID lấy như nào? Mình chỉ cần lấy cái số này. Cái này chính là cái ID. Đó. Thì Pandas nó cũng cho download từ Drive về luôn. Nhưng mà link của mình phải share ra nhá, thì mình mới có thể lấy được cái ID đấy. Ok, thì cái data point của mình là data point về khách hàng. Nó có feature là customer ID, genre là tuổi này, income, với lại điểm tín dụng. Sao đến đây lại không lấy rồi. Convert screen to flow. Mọi người đợi em một chút. Tại mình chưa normalize cái giới tính đó, nên là ở đây mình fit transform cái standard scaler luôn. Mà standard scaler thì mình chỉ dùng với dữ liệu số thôi đúng không? Còn cái này thì mình không dùng với dữ liệu số được. Mình là dữ liệu categorical mà, nên là mình phải label encoder nó. Thì cách label encoder thì mọi người chỉ cần gõ label encoder thôi. Ý là mọi người biết được cái keyword là sẽ có cái label encoder.
Fit transform luôn á. Ok, sẽ lấy như này. Đấy, thì mình sẽ fit transform vào cái cột cột giới tính. Thì bây giờ khi mà em in cái dataset của mình ra thì bây giờ cột giới tính nó đã được chuyển về dạng 0,1 rồi này. Male là 1, còn female là 0. Mọi người ok đoạn này không? Mình bị mismatch cái đoạn này. Nên là ok, giờ thì dữ liệu của mình dạng số hết rồi. Và mình sẽ bỏ đi cái trường customer ID ra nhá. Customer ID nó không phải là feature. Và sau đấy thì mình sẽ phải normalize nó, vì mình đang dùng trong dữ liệu dạng phân cụm mà mình có dùng khoảng cách, nên mình sẽ standard scale nó đi. Ok, giờ mình sẽ tìm giá trị tối ưu cho cái bài toán này, tìm giá trị k tối ưu cho bài toán này. Mình trong bài này mình dùng metric là elbow nhé. À không, trong này là không dùng elbow mà mình dùng ấy, C-hole này, C-hole score. Thì perform nó chắc là cũng giống elbow thôi. Tức là khi mà số lượng cluster nó lớn thì cái metric nó sẽ giảm đi. Đấy, mọi người có thể thấy ở đây đúng không? Khi mà mình tăng số lượng cluster thì SSE nó giảm đi. Đây đây đây. À là trong trong elbow đó hả? À. À đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, cái này em vừa nói là cái SRA. Xong rồi cái thứ hai thầy dùng là trong bài này dùng. WCS đấy. Ồ, cái đấy em không biết nữa. Không biết cái C-hole này là cái gì luôn á. Không, em hiểu ý của anh rồi. Anh đợi em chút tìm xem. C-hole coefficient chứ không phải là score. WCSS với lại SSE thì mới cùng một loại nè. Vì nó nhìn nó giống nhau. Để em search xem C-hole coefficient. Bình thường em chỉ dùng cái elbow với SSE là hiếm nhất à? C-hole coefficient. Chắc nó cũng là một cái metric để đánh giá thôi. Nó có nhiều metric mà. Nhưng mà cái này perform nó ngược lại. Đây, chắc là mình đọc cái này là được. Elbow. Cũng không hẳn đó. À,
Em cứ từ từ, em cứ từ từ đợi em xem, nhìn xem đã. Em từ từ đã. Để em xem. Chắc là nó là hai phương pháp đây, hai phương pháp nhá. Đây, nó sẽ là hai phương pháp, một là elbow hay là See-Hole method này đúng không? Thì trong elbow nó sẽ là có SSA với lại là WCSS đúng không? Thì cái khi mà mình dùng cái elbow method đó thì cái đường mà khi mà mình tăng số lượng clustering lên á thì cái đường mà mình vẽ ra nó sẽ có dạng như này. Nhưng mà cái See-Hole method á thì khi mà mình tăng cái số lượng cluster lên đúng không? Thì cái đường nó sẽ perform như này. Thì ở đây trung tâm cũng vẽ ra như thế luôn. Thì anh có thể thấy ở đây là mình dùng elbow method đúng không? Và dùng giá trị SSE. Thì nó sẽ vẽ ra được cái đường như này. Hình như không hình. Thì thế chắc anh phải đọc See-Hole method là gì á, chứ em cũng không biết đâu. Nó là một cái matrix thôi. Nếu mà anh làm nhiều về cái này thì anh sẽ tìm hiểu. Kiểu nó rộng mà, machine learning nó cũng rộng á. Đấy, thì nếu mà muốn đọc về cái đấy thì anh chỉ cần search là có thể đọc được. Còn cái SRE thì với cái WCSS thì chắc là dễ hiểu hơn. Nó sẽ perform như này. Đấy, thì đây chính là một cái matrix đúng không? WCS đấy. Cái WCS đấy chính là ở trong cái trong k-means mình có thể gọi ra luôn. Nhưng mà cái SSE ấy, thì mình phải có cái hàm cơ. Cái hàm này đúng không? Đúng rồi, à không. Xem cách tính toán này. Người đợi em một chút xem mình đều lấy cái interior này mà nó có khác gì nhau đâu ta. Cho em một phút thôi để em xem hai cái này khác nhau ở đâu. WCS đấy. Chắc là để em xem lại cái đoạn này xem. Là em thấy nó không khác gì nhau. Mà hình như nó perform hai cái hình này. Không, hình như hai hình này khác nhau. Không biết nó khác nhau chỗ nào nữa. Nó khác là vì mình init khác thôi. Đây, the init là k-means. Init là random xem. Nếu mà cái này mình init là random thì nó vẫn là cái hình ở trên thôi mà đúng không?
n-init. Nó cái này người ta đang làm một thôi. Thế chắc là để em xem lại mình phải implement cái này như nào, chứ nếu mà implement như này nó có khác gì nhau đâu. Nó không khác gì nhau thì cũng không phân biệt được hai cái matrix này. Thôi, chắc là mình cứ bỏ qua cái này đi, nó chỉ là một cái matrix đánh giá thôi. Chắc là sẽ có cách tìm ra được. Chấm. Ok, tiếp rồi. Hierarchical này. Đấy, thế là bài 10B. Này nằm trong bài 2. Thì mình vẫn thực hành về cái ví dụ trên. Drop customer ID. Ở đây người ta có normalize. Normalize thôi. Đấy, thì người ta sẽ vẽ ra cái dendrogram này. Thì cái dendrogram này mình chỉ cần gọi thôi, gọi trong cái hierarchy cluster thôi. Thì cái này vẽ như nào? Cái này mình sẽ tiến hành như nào? Nghĩa là giả sử mình muốn data của mình hai cụm nhá, thì mình sẽ cắt ngang ở đây thôi, cắt ngang cái đường từ số 4 này ra. Thì mình sẽ chia ra được hai cụm là cụm từ đây qua đây và cụm từ đây qua đây. Nhưng mà giả sử mình cắt bằng cái đường màu đỏ này nhá, thì mọi người có thể thấy là data của mình nó sẽ có đầu tiên là cụm này này, cụm thứ hai, cụm 3 và cụm 4, cụm 5. Thì data của mình sẽ có 5 cụm. Đấy, thì bây giờ data của mình sẽ có 5 cụm là như này. Thì nó sẽ là gọi là cluster phân cấp. Nghĩa là đấy, thì nó sẽ là phân cấp. Nghĩa là ban đầu nhá, mình sẽ khởi tạo một tâm cụm lớn ở đây. À không, không không cần tâm cụm lớn ở đây. Nghĩa là ban đầu mình sẽ bắt đầu ở cái điểm trên cùng này, và mình sẽ phân ra thành hai cụm. Mình sẽ chạy k-min thôi, chạy k-min xong rồi phân ra thành hai cụm, đúng không? Xong rồi từ cái cụm lớn bên này, cụm lớn 1 đi, thì mình chạy k-min tiếp và mình phân ra được hai cụm nhỏ tiếp theo. Bên kia cái cụm lớn 2, mình cũng chạy k-min tiếp và mình phân ra được hai cụm nhỏ tiếp theo. Tiếp tục như thế. Thì khi mà mình chạy hết rồi, đúng không? Thì bây giờ khi mà giả sử mọi người có đoán được là nếu mà mình lấy cái đường màu đỏ này trùng với cái đường không này, thì mình sẽ có bao nhiêu cụm không ạ? Đúng rồi, mình sẽ có n cụm. Tức là làm sao để lấy cái được đường màu đỏ, đúng không? Chứ còn cách chạy thì nó vẫn ok rồi, đúng không? Thì cái làm sao để lấy được đường màu đỏ thì nó sẽ dựa vào insight bài toán nhiều hơn. Như cái bài này, cái bài lab em chạy nhá. Thì để đọc cái bài lab này nó cũng hay đấy. Đây. Bài lab này nó cũng về cái hierarchical thôi. Thì em run all. Còn cái cách tiến hành thì nó sẽ là như cây min thôi. Nó cứ tách tách cách nhỏ ra. Nó bị lỗi ở đâu? Cơ bản là nó như này á. Nghĩa là ban đầu nhá, đây là dữ liệu về wiki đúng không? Nó là... Tức là đây, để xem là cái dữ liệu này nó về cái gì. Nó là một cái bộ wiki dataset. Thì chắc là những cái bài trên wiki thôi. Thì
Ban đầu mình không biết bao nhiêu cụm là đủ đúng không? Thì mình sẽ chia ra hai cụm như này. Thì sau khi mà mình chia ra hai cụm ấy, xong rồi mình xem xét cái data của từng cụm đúng không? Xong rồi mình sẽ gán gán cái giá trị ứng với từng cụm ra. Thì ở trong bài này ban đầu người ta sẽ chia thành hai cụm trước. Xong rồi người ta sẽ xem cái data đấy nó tương ứng với cái dạng gì, nghĩa là sau khi người ta phân ra rồi thì người ta thấy là cái cụm này nó sẽ toàn nói về thể thao thôi, điền kinh các thứ. Còn bên này thì nó không nói gì về thể thao cả. Nên là người ta sẽ có được hai cái nhãn giãn dán này, thì cái này là người ta tự tạo ra thôi. Thì tiếp tục người ta sẽ phân phân cấp tiếp. Thì người ta sẽ phân cấp ra như này. Còn nếu mà cách lấy cái đường màu đỏ thì nghĩa là sẽ là phân cấp đến lúc nào nó ok thì được à? Kiểu thế. Đây, thì cách làm của người ta sẽ là như thế. Còn để em tìm xem. Nghĩa là người ta cứ phân phân thôi, phân ra từng, xong rồi trong trong cái thể thao này người ta sẽ phân ra, phân tiếp thế, phân đến lúc nào người ta dùng. Thì em sẽ thử tìm xem có cách như thế không. Theo như em hiểu cái thuật toán đấy là thế. How to decide the number of hoặc là người ta cũng có thể dùng như thế á, dùng cái cách như của K-means. Vì cái là matrix mà, matrix chung mà. Ở đây người ta chỉ có một cách là dùng theo kiểu K-means thôi. Thì mình vẫn dùng elbow hoặc là CHT. Đấy, thì trong elbow nó sẽ có WCSS với lại là SSE. Thì cách tính nó cũng thế, khi mà mình đã phân ra được bao nhiêu cụm rồi đúng không? Thì mình sẽ define ra được cái tâm cụm, chính là cái trung bình giá trị của những cái cụm đấy. Thì xong rồi mình tính khoảng cách thôi. Trên mạng thì chỉ nói mỗi cách đấy. Nhưng mà cái lúc mà em chạy bài lab này á, là người ta làm dần dần cơ. Kiểu người ta sẽ ban đầu người ta có dữ liệu wiki thôi, xong rồi người ta chia ra. Xong rồi người ta chia ra xong rồi người ta đọc. Đây này, người ta nhận thấy được là cái phía bên phải nó chiếm rất nhiều dữ liệu về sport. Nên là người ta phân cái này là về sport, còn cái này là về không sport. Xong rồi người ta muốn tìm hiểu thêm về sport thì người ta sẽ chia ra theo cái này là điền kinh, theo cái này là đội. Đấy, kiểu người ta chia ra đến cái lúc nào người ta cảm thấy ok thì người ta sẽ dừng. Ôi nhờ, cái em nghĩ là máy sẽ xác định được ấy chứ, vì nó chỉ là một cái cách tính thôi mà. Để xem máy hay là người thực hiện. Em nghĩ là máy sẽ làm được thôi. Cái này là máy nó làm mà. Cái này mình chỉ cần gọi cái dendrogram là nó sẽ tự vẽ ra được. À không, cái này mình vẽ. Chắc là vẫn làm được chứ nhỉ. Em xem, em chưa nghĩ đến cái đấy. Compute elbow in. Viết cái này không dùng SQL nữa mà mình sẽ dùng thư viện là SKP. Đây. Thường SQL nó cũng không bao gồm hết mà.
Dendrogram là cái mà mình vẽ đó. Vẽ thôi chứ chứ nó không hiện cái đường. Đây đây đây. Trời ơi đây đây nào. Chắc là tìm là có, em nghĩ là có. Nhưng mà nó có cái điểm khác đấy. Nó sẽ khác cây min á. Khi mà mình dùng cái hierarchical này á thì mọi người có thể thấy là cái những cái cụm của mình á nó không hẳn là tách biệt ra nhau. Nghĩa là cái ba cái cụm này nó vẫn nằm chung vào cái cụm to này. Đấy, nên là nó sẽ khác cây min ở như thế. Còn cây min á là mình chia ra n ấy cụm đi thì n ấy cụm đấy nó sẽ khác nhau hoàn toàn luôn. Nhưng mà khi mà phân cụm theo kiểu phân cấp như này á thì nó vẫn có một cái cụm to đại diện. Mọi người hiểu không? Thì trong cái dữ liệu wiki này á, trong cái dữ liệu wiki mà em nói á thì nó vẫn có cái cụm to nhất chính là cái cụm mà nó là thuộc về sport hoặc là không sport. Thì trong sport thì nó sẽ chia ra nhỏ nhỏ hơn. Nghĩa là những cái cụm đấy nó không phải là tách biệt nhau hoàn toàn á. Thì người ta sẽ dùng hierarchical, còn không thì người ta chỉ cần dùng cây min là được. Nên là mới có cái thuật toán hierarchical này. Đấy. Đấy là như kiểu thế. Chứ không phải là cái này nó cũng giống cây min đâu. Nó là phân loại theo kiểu phân cấp. Em sẽ search thêm xem là nó sẽ khác nhau ở đâu nữa. Cây min and đây. Người ta cũng có đây ở K-means á, nghĩa là mình cần phải có cái kiến thức trước để mình biết là mình phân bao nhiêu cụm là được. Còn ở phân cụm theo kiểu phân cấp á thì mình có thể dừng ở bất kỳ những cái cụm nào, nghĩa là khi mà mình tìm ra được số cụm thích hợp rồi thì mình sẽ dừng. Kiểu như là em nói á, kiểu mình sẽ chia từ từ ra. Ở bên này là thể thao thì mình sẽ chia tiếp, chia đến lúc nào mà mình cảm thấy dừng được rồi thì mình sẽ dừng. Còn bên gaming thì mình phải định nghĩa ra được cái số cluster từ trước. Ở trong gaming á, với mỗi cái random center thì nó sẽ ra được kết quả khác nhau. Nhưng mà ở trong phân loại kiểu phân cấp á, thì mình có thể reproduce cái đấy, cái dendrogram này được. Nghĩa là mình chạy bao nhiêu lần thì kết quả nó vẫn y nguyên như này. Nó sẽ không khác nhau giữa những lần chạy. Sẽ có một cái là ở trong gaming thì những cái subset của mình K-means á, những cái subset của mình nó sẽ không overlap nhau, nghĩa là không non overlap. Còn bên hai bên cái phân cụm kiểu phân cấp thì nó sẽ là set giữa những cái nested cluster, nghĩa là những cái cluster của mình nó sẽ được phân cụm ra từ những cái cụm to. Nó nhiều á, nếu mà nói hết cái này chắc là cũng nhiều. Nên là lúc nào mình cần đi sâu thì mình mới cần biết đó. Còn
mình sẽ hiểu qua là cái phân phân cấp như này nó sẽ là như thế. Nó sẽ khác cái min ở cái điểm đấy. Nên là khi nói đến cái việc đánh giá cái phân cụm kiểu phân cấp thì cũng không biết đánh giá kiểu gì. Nghĩa là mình có thể đánh giá như cây min thì cũng hợp lý, nhưng mà thường thì phân cụm kiểu phân cấp này người ta sẽ làm từ từ cơ, xong rồi người ta sẽ dừng đến khi nào mà nó hợp lý thì người ta dừng, chứ không phải là dựa vào cái mà tính theo kiểu cây min. Vì nếu mà mình tính theo kiểu cây min thì nó cũng không hợp lý lắm, đúng không? Giả sử đây là 5 cụm nhá, nhưng mà ba cái cụm này nó vẫn là thuộc cái cụm to, nên là nếu mà dùng cái matrix của cây min thì nó cũng không hợp lý. Nên là khi mà em tìm ở trên này thì nó cũng không ra. Hợp lý hơn là sao ạ? Thôi thế thôi, chắc em cứ tìm hiểu đi, có gì không thì hỏi em. Tại em cũng chỉ biết ngang này thôi. Em biết là cái dữ liệu khác á. Thì người ta nói rồi đấy, cây min thì mình phải biết, mình phải có kiến thức từ trước để mình xác định được cái số tâm cụm, hoặc là mình sẽ dùng cái matrix như kia. Còn cái hierarchical này á, thì mình phải chia từ từ ra cơ. Đây nó có một cái dòng là mình sẽ chọn đến lúc nào mình cảm thấy hợp lý thì mình mới dừng, chứ mình cũng không không có cái thước đo nào đây. Anh có thể nhìn thấy ở đây. Đây, em có thể nhìn thấy ở đây. Em nghĩ là nhiều chứ. Như cái dữ liệu wiki này là mình đã thấy nó nhiều rồi á. Mình có thể chia thành nhiều. Em nghĩ là nó nhiều. Kiểu ban giả sử dữ liệu wiki nhá. Giả sử wiki mà mình chia mình sẽ collect data từ 10 trường đi, kiểu 10 chủ đề á, thì mình sẽ dùng k-min thì nó hợp lý. Nhưng mà bây giờ wiki mà mình sẽ collect kiểu như là mình sẽ collect từ hai chủ đề thôi, rồi trong hai chủ đề đấy mình sẽ collect những chủ đề nhỏ hơn của hai chủ đề đấy, đấy kiểu mình sẽ collect theo một cái kiểu khác á, thì mình sẽ phải dùng hierarchical thì mình mới có thể phân cụm được. Còn nếu mà mình chỉ phân cụm theo kiểu k-min á thì mình sẽ ra được những cái cụm nó bị overlap nhau. À không, em nghĩ là nó tùy vào data của mình như nào, nghĩa là em nghĩ là vẫn phải chạy cả hai, hoặc là không, em không biết. Thì cái đấy nó phải phụ thuộc vào cái bài toán của anh. Giả sử như bài toán của anh đang muốn chia khách hàng thành 10 nhóm chẳng hạn, 10 nhóm phân biệt không overlap với nhau. Không overlap thì cái key quan trọng nhất là overlap. Thì giả sử sếp của anh muốn chia cái khách hàng thành 10 nhóm mà không overlap với nhau thì anh sẽ phải dùng k-min, đúng không? Vì những cái cụm trong k-min nó không overlap gì với nhau. Nhưng mà giả sử mình muốn chia khách hàng thành hai nhóm, rồi từ hai nhóm đấy mình sẽ chia thành mỗi nhóm mình sẽ chia thành hai nhóm nhỏ chẳng hạn, thì đấy là cái yêu cầu của mình, thì mình sẽ phải dùng phân loại kiểu phân cụm kiểu phân cấp thì mình mới có thể chia được. Nghĩa là mình muốn giả sử trong thực tế mình muốn chia khách hàng thành hai lớp, là một lớp là nói như nào nhỉ, tức là mình muốn muốn chia nó theo dạng phân cấp chứ mình không không muốn nó dạng là non overlap á, kiểu thế. Em nghĩ là trong thực tế nó vẫn có thôi. Giả sử như ở đây chia ra khách hàng thu nhập cao, bên này thu nhập thấp, rồi bên thu nhập cao thì nó sẽ ra hai cái. Nếu mà thu nhập cao nhưng mà nó có nó điểm tín dụng có cao không, thu nhập cao nhưng mà điểm tín dụng thấp chẳng hạn thế. Bên này thu nhập thấp nhưng mà điểm tín dụng cao chẳng hạn, thu nhập thấp điểm tín dụng thấp,
Thì đấy, thì mình phải dùng cái hierarchical này thì mình mới có thể làm được. Còn nếu mà mình dùng k-means thì maybe những cái data point ở hai cái cluster này á, nó có thể bị kiểu kiểu như là bị overlap lẫn nhau, nghĩa là có khi cái data point thuộc cái cluster này nhưng mà nó lại bị phân vào cái cluster bên kia. Có thêm một thuật toán nữa là dbScan. Thì dbScan là cái mà em nói á, nó sẽ cái này chắc là cũng khó khó gặp, nhưng mà mình cũng phải ý là nó cũng chạy như bình thường thôi, mình cũng vẫn vẫn phải ý là mình cũng vẫn phải chạy thử nghiệm trên cái thuật toán này để xem là dùng k-means hay là dùng dbScan này tốt hơn. Thì đây là có một cái đây này, thì cái cách chạy dbScan nó sẽ chạy như này, giả sử data point của mình đang như này đúng không, thì nó sẽ chạy ở đây trước, thì đây cái phân cụm này nó sẽ tốt hơn là nếu mà mình dùng k-means. Thì khi mà dùng dbScan thì nó sẽ ra như này, thì nếu mà cái cụm như này thì nó hợp lý. Thì các bước chạy thì chỉ cần đọc ở đây thôi, nó cũng không khó, không khó, cái này cũng hơi khó thế thôi, mọi người có thể bỏ qua. Mày có thể học thêm ở đây. Vâng, thế mọi người về làm bài tập extra lab nhá. Với lại là cuối tuần này thì nộp nộp bài midterm, thì hạn cuối nộp bài midterm là cuối tuần này. Còn nếu mà nộp muộn thì chắc em chỉ rời được một tuần nữa thôi. Tức là cuối tuần, à không, một tuần thì hơi quá. Chắc là chỉ đến là thôi một tuần nữa đi, tức là cho đến hết cuối tuần sau đi. Nếu mà hết cuối tuần sau mà không nộp thì em sẽ chấm không điểm, không chấm. Ok, thế mình dừng ở đây nhé, chào mọi người.